Bridge là đặc vụ thứ 13 tham gia Valorant Protocol. Người đàn ông Thụy Điển này sử dụng hai cánh tay giả chạy bằng năng lượng Radiant Knight để chiến đấu. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với Bridge, người có vẻ ít cốt truyện nhưng lại có quá khứ cực hay nhá. Get go! Bridge là một tên tội phạm đến từ Thụy Điển, tên thật là Erik Thorsten. Anh sống trong một gia đình có bề dày lịch sử với tội ác. Vâng, đúng vậy, một gia đình tội phạm khét tiếng. Cả gia đình anh đã bị kết tội và phải vào tù. Tuy nhiên, vì anh ta bị cụt cả hai tay bẩm sinh nên thẩm phán đã tỏ lòng thương hại và khoan dung, cho anh ta một bản án nhẹ hơn để Erik sớm được tự do. Nhưng tự do sớm không khiến anh ta vui một tí nào. Lý do tại sao thì tí nữa chúng ta sẽ biết nhé. Erik đã tự chế tạo hai cánh tay máy và làm các phi vụ khét tiếng, tới mức nó quá khủng khiếp. Và cuối cùng, anh phải lẩn đi trốn và tự đày ải bản thân khỏi chính ngôi nhà của mình. Trong thời gian này, anh đã gặp một cô gái trẻ người Brazil tên là Thayane Alves. Cô đã sát cánh cùng anh, nâng cấp đôi tay máy đơn sơ thành mạ Titan thép carbon siêu mạnh mẽ và khủng khiếp. Vâng, không lạ lẫm gì cả, cô gái đó chính là Raze ở hiện tại. Sau đó, anh đã được tuyển dụng vào Valorant với bí danh Bridge. Bridge đã tiếp nhận lời đề nghị vào tổ chức mặc dù việc gia nhập của anh ấy khá là không suôn sẻ gì. Theo thủ tục Valorant Protocol, anh phải bỏ lại quá khứ tội phạm khét tiếng lừng lẫy để làm những việc có vẻ đàng hoàng hơn. Hồ sơ bị niêm phong và vẫn không bao giờ có thể thực sự trở về nhà. Bridge tương ám chỉ quá khứ trước của anh ta là một tay lính đánh thuê, một tội phạm lão luyện với vô vàn mánh khóe xảo quyệt. Thẻ người chơi Big Payday cho thấy trong quá khứ, anh ta đã đột nhập vào một kho chứa một chất màu xanh lục và đánh cắp nó. Bridge là một người coi thường Kingdom và công khai rõ ràng chống lại nó. Mặc dù không có nhiều cốt truyện hay cinematic có mặt anh, điều này cũng khá là đáng buồn với những người main Bridge như tôi. Nhưng anh chàng này cũng có một số impact trong lore của Valorant. Bridge được lựa chọn bởi Sova, cũng tham gia vào chiến dịch The Sting để bắt Fate sau khi cô ấy đe dọa bằng blackmail. Và sau các sự kiện trong Animation Shattered, Bridge đã thực hiện một cuộc đột kích thành công vào Kingdom Industries để đánh cắp nhiều tài liệu, ổ cứng và bất kỳ thứ gì có thể cung cấp thông tin hữu ích đem về cho Cypher phân tích. Fate đào hồ sơ của Bridge trong vụ đe dọa blackmail và tất nhiên chỉ ra rất rõ ràng cả gia đình anh đều là tội phạm. Cả gia đình anh đều là người khét tiếng, họ đã cống hiến một phần lớn cuộc đời cho tội ác. Tuy nhiên, cuối cùng thì luật pháp cũng thắng, họ bị bắt, xét xử và trừng phạt. Tất nhiên, với những gì khủng khiếp mà cả gia đình anh đã làm thì tòa án không suy nghĩ nhiều mà cho tất cả thành viên đều tù mọt gồng cả. Tuy nhiên, thẩm phán đã tỏ lòng thương hại cậu bé Erik, người sinh ra đã không có hai tay nên đã tạo điều kiện cho cậu được hưởng án nhẹ nhất, hay nói thẳng ra là chẳng có sự trừng phạt nào ở đây cả, và cậu đã sớm được tự do. Nhưng sau tất cả điều đó, Erik lại không vui một chút nào cả. Đối với anh ta, sự khoan hồng của tòa chính là sự ô nhục với anh, một dấu hiệu cho thấy anh ta không xứng đáng để được đối xử như đối với gia đình đáng kính của mình. Kiểu như là không thể trở thành một phần của gia đình ấy. Bị xúc phạm danh dự gián tiếp, sau khi ra tù, anh đã thực hiện một đống tội ác để chứng tỏ mình xứng đáng được coi cùng đẳng cấp với gia đình mình. Cuối cùng, pháp luật buộc phải truy lùng Bridge một lần nữa. Đến bây giờ anh ta mới hài lòng vì cũng có cảm giác bị cảnh sát bám đuôi giống hệt gia đình mình lúc trước. Nhưng rồi Bridge đã phải trả giá, anh bị theo đuổi tới mức không thể nào có một giây phút tự do thực sự. Thứ tự do mà thẩm phán ban tặng, giờ một giây cũng không có luôn. Bridge đã phải dành những ngày còn lại của mình để chạy trốn với tên tuổi bị dơ bẩn bởi hàng trăm tội ác không đếm xuể. Vâng, anh không thể có một cuộc sống bình thường được nữa. Chỉ ít là cho đến khi anh đã gặp được cô nàng Thayane Alves, Raze, mọi người có thấy quá khứ của anh này hơi giống quá khứ của một kẻ phản diện trong các phim điện ảnh không? Người đàn ông sinh học này có lịch sử lâu dài trên chiến trường, những cuộc đấu súng chính là niềm vui của anh. Bridge chủ yếu coi công việc hiện tại của mình trong Valorant chẳng khác gì tham gia một cuộc chiến giải quay, giành chiến thắng và được trả tiền. Tuy nhiên, đôi lúc anh trở nên quá phấn khích và sẽ không ngần ngại phá hoại trong những nhiệm vụ. Như Sova đã nhận xét, Bridge thiếu kiên nhẫn và có xu hướng lao vào giao tranh rồi bỏ lại đồng đội của mình. Người Thụy Điển này cũng đã khiến Yoru nổi giận vì là một kẻ to mồm không chịu im lặng. Một phần có những tính cách này là do Bridge cảm thấy tự hào về quá khứ chiến đấu của mình. Những vụ bắn nhau, những đầu súng chĩa vào anh thực sự chỉ là con muỗi. Bridge là đặc vụ cao nhất trong Valorant với cơ thể vạm vỡ. Cánh tay của anh ấy có thể hoán đổi cho nhau và nâng cấp được bằng mọi thứ. Hiện tại thì là thép carbon với lớp mạ Titan do Ray trợ giúp. Trên ngực anh xăm hình búa của Thor, tất nhiên không giống búa của Thor Marvel đâu nhé, nên anh em đừng thắc mắc. Mái tóc được thắt bím hơi kiểu Viking và Bắc Âu. Trên áo của Bridge có hình hộp sọ nai sừng giống với hình trên bộ trống của anh ta. Bridge thể hiện sự tôn trọng với kỹ năng của mình ở thế giới kia. Anh ta coi một trận chiến công bằng nhất là nếu cả hai đều có mặt. Bridge không thích Brimstone vì quá khứ có liên quan tới Kingdom và thường nói đùa về việc chống lại anh ta.
Rich vẫn tin rằng Brimstone ở đây để tìm kiếm những lợi ích đặc biệt của Kingdom và gọi anh ta là kẻ bán đứng tập đoàn. Brimstone, người cho rằng Rich là một kẻ to mồm và một đồ ngốc. Nhưng dạo gần đây thì Brimstone được cho là đã nhúng tay một chút để đưa cháu trai của Rich ra khỏi tù. Rich đã rất biết ơn và hai người đang cố gắng gây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Viper là người đã tuyển dụng Rich vào Protocol. Rich cực tôn trọng Viper và cảm kích trước sự độc ác, chiến đấu không ngừng của cô. Viper cũng cực tự hào rằng tuyển được Rich là sự lựa chọn rất đúng đắn. Rich thi thoảng chê Killjoy và những phát minh của cô ấy, gọi chúng là những món đồ chơi dễ vỡ. Anh gợi ý rằng Killjoy nên cải thiện bot của mình bằng những vật liệu mạnh hơn, chẳng hạn giống như cánh tay của anh ta. Killjoy thì đương nhiên là một cô gái không ghét ai bao giờ, cũng không để tâm đến những lời chê bai. Cô còn cung cấp thêm chất phản ứng làm mát cho Rich để cánh tay của anh ta không bị quá nóng. Rich cũng không có thành kiến gì với cô nữa. Rich nói chung không thích Cypher, khó chịu vì Cypher hay rình mò mình, gọi Cypher là rat, con chuột đó, nhưng cũng đâu có ăn uổng gì. Cypher thường xuyên thó mấy cái phụ kiện từ cánh tay của Rich thật. Sova khinh thường việc Rich hung hăng và nóng nảy, chỉ biết lao vào đánh nhau. Rich cũng chế giễu Sova rằng anh ta có thể bị chặn lại bằng những mũi tên nhỏ. Rich không thích Sage, coi khả năng phòng thủ của cô ấy là hèn nhát và yếu ớt. Anh ta gọi cô ấy là thiên thần, nhưng với giọng điệu chế giễu, anh chê quả cầu băng của cô ấy không có khả năng chặn các đòn tấn công của anh ta. Rich khá ưa Phoenix vì cả hai đều có chung sở thích lao vào đánh nhau một cách hung hãn, và họ còn khen nhau có những quả flash rất ngầu. Rich đánh giá cao kỹ năng của Jet, còn ngỏ ý giúp đỡ nếu cô muốn thử cuộc sống tội phạm. Reyna và Rich đánh giá cao lẫn nhau, cả hai đều ngưỡng mộ những phương pháp bạo lực và tàn nhẫn của người kia. Rich đôi khi có những câu tán tỉnh với Reyna. Rich và Ray như đã nói là một đôi bạn thân, họ team up và gây ra hàng loạt rắc rối nơi họ đến. Cho dù đó là phá hủy các tòa nhà hay chỉ đơn giản là lấy trộm đồ của các đặc vụ khác để mua vui, cả hai đã có một lịch sử tình bạn và tội phạm lâu dài trước khi tham gia Protocol. Ray cũng góp công cải thiện mối quan hệ giữa Brimstone và Rich bằng cách để lại một thư thoại nói chuyện với Brimstone về trái tim nhân hậu của Rich bất chấp thái độ thô lỗ của anh ta. Rich và Sky đều có chung niềm đam mê tập thể dục, đôi khi tập gym cùng nhau. Sky nghĩ về Rich như một con vật tàn bạo, nhưng theo nghĩa thân thiện. KO và Rich thường chơi bia ăn tiền cùng nhau. KO thường thắng và bảo niềm vui của anh là ăn hết tiền của Rich. Nicole Kelly đã dành một tuần rưỡi để cùng với Riot đưa ra những điều chỉnh với cánh tay giả của Rich. Điều này nhằm đến việc đảm bảo bản quyền thiết kế cánh tay mà vẫn tôn trọng với cộng đồng người chơi cũng như người khuyết tật. Rich có một con chó cưng được thể hiện qua một thẻ người chơi đợt trò chơi mới ra mắt. Trong ảnh thì anh đang đi dạo với một chú chó giống như Great Swiss Mountain Dog, nhưng hiện tại thì thẻ người chơi đó đã không còn nữa. Rich từng là một tay trống, có rất nhiều hình ảnh bộ trống trong các gói hồ sơ của Rich. Trên đó có hình kiểu sọ nai sừng, tôi cũng không có rõ nữa, nhưng nó giống với các hình trên áo của anh ta ấy. Rich trước đó có rất nhiều thiết kế, có kiểu mặc áo khoác màu cam, cánh tay màu đen, tóc vàng và đeo mặt nạ. Trong quá trình tạo nên đặc vụ Rich, từ sơ khai, anh ta có tên là Crusader, giới tính là nữ và các khả năng của Crusader bao gồm kiếm, lựu đạn chớp nhoáng và khiên. Mọi thứ đều đã được loại bỏ và phát triển thành Rich như bây giờ. Và đó chính là tất tần tật câu chuyện về Rich, tội phạm khét tiếng đến từ Thụy Điển. Mọi thông tin đều từ các nguồn mà chúng mình tìm hiểu và thu thập được, nên nếu có sai sót hoặc thiếu chi tiết nào, hãy cùng góp ý ở phía bên dưới nhé. Vậy là chỉ còn một số ít đặc vụ còn lại mà GC Channel chưa làm thôi. Mọi người có đoán ra là ai không? Comment ngay nào! Cũng đừng ngần ngại like, share và subscribe để không bỏ lỡ những clip cốt truyện hấp dẫn của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì mình là Hùng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hồ sơ eSports số tiếp theo.